Đồng Nai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường trực triển khai công tác Đại giới đàn năm 2024. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 2 tháng 9 năm Quý Mão, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chủ trì phiên họp Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để cho ý kiến những nội dung quan trọng liên quan đến công tác Đại giới đàn năm 2024. Tham dự phiên họp thường trực có Hòa thượng Thích Bụ Chánh, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Tâm Minh, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Dư Tôn Đức Tăng Ni, Phó ban trị sự, Trưởng các ban chuyên môn trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng tham dự. Tại phiên họp, Đại đức Thích Thiện Trí thay mặt Ban thư ký Ban trị sự đã trình bày những nội dung quan trọng của công tác Đại giới đàn để quý Chư Tôn Đức cho ý kiến. Trên tinh thần đóng góp ý kiến của quý Chư Tôn Đức tại phiên họp, Thượng tọa Trưởng ban Ban trị sự đã thống nhất và đúc kết chỉ đạo một số nội dung như sau. Tôn hiệu Đại giới đàn năm 2024 là Đại giới đàn Đạt Thanh, dự kiến tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3 năm Giáp Thìn. Địa điểm tổ chức tại trụ sở Ban trị sự Chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Tất cả các giới tử phải được trúng tuyển qua kỳ khảo hoạch trước khi diễn ra Đại giới đàn 20 ngày. Về độ tuổi của các giới tử tỳ kheo, tỳ kheo ni được thực hiện theo quy định của quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương. Phiên họp đã kết thúc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thanh tịnh.